Chúng ta đang chuẩn bị theo dõi trận thi đấu nội dung đơn nam lứa tuổi 15-30 tại giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh thành ngành toàn quốc năm 2020 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang với sự góp mặt của hai tay vợt Thạch Văn Tuấn của đơn vị Hà Nội gặp Nguyễn Quốc Học của đơn vị Lai Châu. Và chúng ta sẽ rất hy vọng rằng trận đấu này sẽ diễn ra trong 3 set và sẽ có rất nhiều những cái pha cầu hấp dẫn để chúng ta cùng theo dõi. Ông lo trận này đây. Ông cánh cầu bền, ông cánh cầu lão tử đây. Vâng, chúng ta xem thì hãy cùng chia sẻ live stream đi. Chia sẻ rồi nhiều anh em có thể theo dõi nhé. Cửa hai ông bên này ăn ngon, cửa hai ông trắng ra ăn ngon. Và mỗi người vào theo dõi thì chúng ta hãy chia sẻ giúp mình một cái chia sẻ nhé. Vâng, hiệp đấu thứ nhất bắt đầu. Thạch Văn Tuấn đứng phía gần màn hình giao cầu trước và Quốc Học đứng phía sau màn hình để giao cầu. Và điểm số đầu tiên đã thuộc về Quốc Học. Và phòng thủ không tốt của Thạch Văn Tuấn, điểm cho Quốc Học 2-0. Hết cho Thạch Văn Tuấn cõng à? Cũng cõng mà. Quốc Học ghi liên tiếp 3 điểm. Và chúng ta cùng đến với một số những cái thông tin của hai vận động viên. Đầu tiên là chúng ta hãy đến với Quốc Học, một vận động viên xuất thân từ vận động viên của đơn vị Phú Thọ. Hiện tại thì Quốc Học đang là sinh viên của trường Đại học Thể thao Bắc Linh, năm thứ 3. Quốc Học là một trong những vận động viên hiện đang không còn theo tập chuyên nghiệp nhưng rất đam mê. Cô Học và một số các bạn cùng lớp đã tập luyện rất chăm chỉ vào các buổi trưa khi không có giờ lên lớp. Cô Học năm 2019 có tham gia thi đấu cho đơn vị Công an Nhân dân. Năm nay thì tại giải câu lạc bộ thì cô Học có khoác trên mình màu cờ sắc áo của đơn vị Lai Châu. Hiện tại điểm số đang là 5-0 nhưng về cô Học. Thạch Văn Tuấn là một vận động viên của đơn vị Hà Nội. Thạch Văn Tuấn là một vận động viên trẻ, cũng được tập luyện khá bài bản tại trung tâm đào tạo vận động viên thành tích cao của đơn vị Hà Nội. Có vẻ như Thạch Văn Tuấn chưa thực sự bắt nhịp vào trận đấu. Điểm số thì Quốc Học đang dẫn với điểm số là 6-0. Và một pha đánh cầu lỗi của Thạch Văn Tuấn, Quốc Học nâng điểm số lên 7-0.
tắt điều hòa. Tắt điều hòa giờ là mệt, tập muộn này bọn này nó cũng mệt, thiếu oxy lại tắt điều hòa. Pha phòng thủ rất tốt của cô học. Hay không? Rất hay, những cái pha phòng thủ rất tốt của cô học. Đáng tiếc trong pha cuối cùng thì cô học đánh cầu không qua lưới và đổi giao cầu cho Thạch Văn Tuấn 1-7. Một pha đặt cầu rất tự tin của Thạch Văn Tuấn. Điểm cho Thạch Văn Tuấn 2-7. Pha đập cầu không tốt của cô học, điểm cho Thạch Văn Tuấn 3-7. Điểm cho cậu học 9-3. Có vẻ như Thạch Văn Tuấn vẫn chưa thực sự nhập cuộc. Pha đặt cầu tốt của Thạch Văn Tuấn. Điểm cho Thạch Văn Tuấn 4-9. Còn điều Tuấn nãy giờ mà chủ quan lại đi. Có điều Tuấn nãy giờ mà Tuấn tăng chạy phải chạy với thôi, không tung trước mặt được, còn phải tung sau gáy thôi. Đánh cầu đa dạng lắm, cầu đa dạng lắm. Tuấn đánh cầu thuần thôi. Hiện tại Quốc Học đang dẫn trước Thạch Văn Tuấn với điểm số là 11-5. Không còn cái chân máy nào nhỉ? Huy ngồi đọc điểm cho thầy nhé. Dạ vâng, xem ngồi đọc điểm. Ngồi đã quay. Quay đẹp rồi.
đang nói chuyện với tôi đấy bà nội. Trận đấu tiếp tục, tỷ số 11-5. Cầu ngoài sân, đội điểm cho Thạch Văn Tuấn. 6-11. Và đẩy cầu rất hay của cô Học. Và phòng cầu trong sân, đội điểm cho Quốc Học 12-6. Điểm 13-6. Đội điểm cho Thạch Văn Tuấn 7-13. Đây là trận đấu theo đánh giá của chuyên môn là trận đấu rất căng thẳng. Một pha đeo cầu rất chi là hay. Wow, một pha vỗ cầu rất tốt của Thạch Văn Tuấn. Điểm 8-13. Dường như là Thạch Văn Tuấn đang bắt nhịp với trận đấu. Trận đấu rất chi là căng thẳng. Dường như là những địa điểm về sau thì Thạch Văn Tuấn đang bắt nhịp với trận đấu hơn. Và trắng cầu rất tốt của Quốc Học. Đội điểm 14-8. Một pha cây cầu không qua lưới của Quốc Học. Đội điểm cho Thanh Văn Tuấn 9-14. Sân kia 18-17. Cầm. Cầu tốt, đội điểm cho Quốc Học 15-9. Quốc Học giao cầu. Một pha gài cầu không qua lưới của Thạch Văn Tuấn. Đội điểm cho Quốc Học 16-9. Cầu ngoài sân, một pha hất cầu ngoài sân của Quốc Học. Điểm cho Thạch Văn Tuấn 11-16.
và trượt chân rất đáng tiếc của Quốc Học. Điểm cho Thạch Văn Tuấn 12-16. Gần như trận đấu nó bắt đầu căng thẳng hơn. Hôm nay là vòng 1-16 cho nên là có những trận đấu rất chi là căng thẳng. Mọi người đang xem, mọi người giúp chia sẻ một cái đi cho nhiều người xem hơn. Dường như là Thạch Văn Tuấn đang bắt nhịp trận đấu hơn. Một pha vồ cầu rất tốt của Thạch Văn Tuấn. 13-16. Trận đấu đang rất chi là căng thẳng. Wow. Rất đáng khen cho nỗ lực của Thạch Văn Tuấn. Một pha đánh cầu rất hay. Tỷ số đang là 14-16. Trận đấu đã căng thẳng trở lại. Đã căng thẳng trở lại. Rất đáng khen cho nỗ lực của Thạch Văn Tuấn. Hay không? Bá Học người Lạng Sơn ấy. Vâng, trước là vận động viên nhé. Quốc Học là người của Phú Thọ. Hay. Cầu ngoài sân. Vâng, Thạch Văn Tuấn đang trở lại những điểm số rất quan trọng. 15-16. Quốc Học đang để Thạch Văn Tuấn gỡ lại những điểm số rất quan trọng. Dường như là Thạch Văn Tuấn những điểm đầu bị chưa làm quen, cắm cơ nhưng rất hay. Rất hay. Và đầu cầu rất tốt của Quốc Học. 17-15. Quốc Học đã cắt được chưa lên điểm của Thạch Văn Tuấn. Hay quá. Một pha đập cầu chéo biên rất tốt. Vâng, Thạch Văn Tuấn rất chi là lì. Điểm cho Thạch Văn Tuấn 16-18. Rất hay, rất hay. Ai cũng yếu vậy đó. Tuấn chưa sung, Thạch Tuấn chưa sung mà còn học bắt đầu hiện tượng chối chơi pin. Nếu qua được trận này là đi luôn đấy, thứ hai.
Hay quá nhỉ. Thành Tuấn bắt cầu. Một pha để cầu rất tốt của Quốc Học. Pha giấu tay cực kỳ tốt. 19-16. Hay quá. Quốc Học có những pha chém cầu rất hay. Điểm 20-16 cho Quốc Học. Một pha chém cầu rất tốt, được điểm 17-20. Liệu Thạch Văn Tuấn có thể gỡ lại không? Wow. Lại là một pha đập cầu rất tốt của Thạch Văn Tuấn. Tỷ số đang là 18-20. Liệu Thạch Văn Tuấn có thể gỡ lại một điểm nữa không? Wow. Một pha đập cầu rất tốt. Điểm 19-20. 19-20 rồi. Liệu có thể tôi có thể ăn được điểm này không? Wow. Một pha đập cầu rất tốt của Thạch Văn Tuấn. Điểm cho Thạch Văn Tuấn 20 đều. Wow, trận đấu cực kỳ căng thẳng luôn. Mọi người hãy chia sẻ đi, chia sẻ cái live stream này đi. Mỗi người chia sẻ cái live stream này đi. Đây chỉ là set đấu thứ nhất thôi. Tỷ số là 20 đều. Trận đấu rất căng thẳng. Cầu ngoài sân. Một pha đập cầu vội của Thạch Văn Tuấn. Điểm cho Quốc Học 21-20. Căng thẳng quá. Bắn chăng? Không. Rất bình tĩnh. Rất hay. Wow. Thạch Văn Tuấn đang thi đấu rất hay. Tỷ số là 21 đều. Trận đấu rất chi là căng thẳng mọi người ạ. Tỷ số đang là 21 đều. Mọi người comment đi. Mọi người tin Quốc Học thắng, mọi người comment sắc này là Quốc Học thắng nhá. Mọi người comment số 2 là Thạch Văn Tuấn thắng nhá. Sắc 1, Thạch Văn Tuấn bị dẫn những điểm, dẫn rất nhiều điểm, bị dẫn rất nhiều điểm. 9-10 điểm liền.
Thế nhưng mà Thạch Văn Tuấn đang đang trở lại và tỷ số đang là 21 đều. Trận đấu cực kỳ căng thẳng. Mỗi người giúp em xin cái chia sẻ và nhiều người xem hơn. Đây đang tỷ số đang là 21 đều xét 1 nhá. Liệu Thạch Văn Tuấn có thể ăn điểm không? Cầu không qua lưới, đổi điểm cho Quốc Học. Lại một pha lên điểm tiếp của Quốc Học. Đổi điểm 22-21. Liệu Quốc Học có thể kết thúc được cái trận đấu này không? Hay là lại là một pha gỡ điểm của Thạch Văn Tuấn? Wow. Pha lên lưới rất nhanh. Kết thúc trận đấu thứ nhất, Quốc Học thắng Thạch Văn Tuấn 23-21. Mọi người nghỉ ngơi một chút để quay lại trận đấu thứ hai nha. Thôi đây. Mình nghĩ là Quốc Học mệt hơn một chút, nhưng mà ý chí cố gắng hơn. Chết anh. Thầy Quang Tuấn đang được thầy Dương chỉ đạo. Mấy anh được tập luyện nên anh khỏe hơn. Thạch Tuấn tuy rằng thua xét 1 nhưng mà anh ấy nhìn trở lại xét 2 vẫn rất chi là hồi phục. Chưa thấy biểu hiện mệt mỏi của Quốc Ngọc. Chưa biết được chứ ạ. À, học báo cũng chưa hết pin rồi. Căng thẳng quá. Anh nghĩ sẽ hay ai thắng anh Việt? Chưa biết được. Thạch Văn Tuấn trở lại rồi. Sẽ hay Thạch Văn Tuấn trở lại rồi. Liệu Quốc Học có thể hiện cái kinh nghiệm của mình không? Hay để sức trẻ của Thạch Văn Tuấn chiến thắng lại C2 đây. Chúng ta tiếp tục đến với trận đấu thứ hai. Cầu không qua lưới. Điểm đầu tiên cho Thạch Văn Tuấn. Tỷ số 1-0. Có rất nhiều những anh chị em mà muốn xem những cái trận đấu này. Mọi người xem được cái trận đấu này, mọi người chia sẻ để cho nhiều người biết hơn nhé. Hai. Ôi.
Một pha chém cầu rất tốt của Quốc Học. Đội điểm cho Quốc Học một đều. Điểm cho Quốc Học 2-1. Một pha đập cầu rất tốt của Thạch Văn Tuấn. Đội điểm cho Thạch Văn Tuấn 2-2. Một pha đập cầu rất tỉnh táo của Thạch Văn Tuấn. Điểm cho Thạch Văn Tuấn 3-2. Chú có nghĩ sân này Thạch Văn Tuấn gỡ lại không ạ? Cầm cầu cầm phía trên. Bắt đầu cuối trận trước nó cầm. Không biết ở đâu. Học đang đỏ. Mệt ai cũng mệt rồi ạ. Thạch Văn Tuấn đang phê lắm rồi đấy. Wow. Ngoại đeo cầu rất căng thẳng. Thạch Tuấn đánh cầu vào lưới. Điểm 3-3. Không ăn được, Tuấn Anh làm sao chịu được. Vâng. Cái kia ở Đồng Nai. Đánh hay lắm. Chúng ta tiếp tục quay trở lại trận đấu. Một pha gài cầu rất bình tĩnh của Quốc Học. Điểm 4-3. Cầu ngoài sân. Điểm 5-3. Đầu cầu rất tốt của Quốc Học. Đội điểm 6-3. Một pha chấm cầu không qua lưới. Đội điểm cho Thạch Văn Tuấn 4-6. Thạch Văn Tuấn đang quê lắm ấy thầy cảnh.
Cầu ngoài sân. Và đánh ngoài rất tiếc của Quốc Học, tỷ số 5-6. Ngoài sân. Điểm 7-5. Hai vận động viên với lối cầu đeo bám đang rất mệt. Cầu trong sân, điểm cho Quốc Học 8-5. Cầu ngoài sân. Dường như Thành Văn Tuấn đang rất mệt. Điểm 9-5. Chấm cầu tốt. Đội điểm được Quốc Học 10-5. Điểm cho Quốc Học 11-5.
xuyên, đánh xạ thì cũng chịu được. Chết thì nó đập đi đâu. Cầu tốt, điểm quốc học 12 năm. Ai cũng mệt. Ai cũng mệt. Cuộc kiên trì hơn thôi. Đội điểm trong cuộc học 62. Phát cầu. Bên điểm đi nhanh, này điểm đi nhanh. Tốt. Hòa đập cầu trong sân của Thái Tuấn 83. Không tốt, ở điểm 93. Điểm 10-13. Thạch Tuấn lại lên những điểm về sau rồi. Những điểm đầu cũng học lì hơn một tí.
Một pha cầu đầu rất tốt ở điểm 11-13. Thạch Thuấn lại lên những cái điểm, lên lại một giây liền. Đội điểm 14-11. Công qua lưới đội điểm 15-11. Thằng kia đó ăn điểm chắc xa nó mới được. Trong 120 người đang xem nhá. Tỷ số đang là 12-15, Thuộc đang dẫn. Trận đấu hay quá. Tầm mai đánh thì Ngọc đánh thì tầm chắc gần 2 tiếng. Nguyên phong. Pha vào cầu rất tốt. Điểm 13-15. Có căng thẳng không? Lại là căng thẳng. Lại là 14-15. Căng thẳng quá, trận đấu rất hay. Hay không? Trận đấu hay không? Nhìn các anh đánh khỏe như thế. Một pha cây lưới rất tốt của Thạch Văn Tuấn, tỷ số là 14-15. Chúng ta tiếp tục vào quay trở lại lại trận đấu này. Tỷ số là 14-15.
một pha đánh cầu không qua lưới. Tỷ số là 15-15. Tỷ số là 15-15. Thạch Tuấn bắt cầu, liệu Thạch Tuấn có thể chiến thắng lại C2 này không? Phá sùi cầu không qua lưới. Đổi điểm cho Quốc Học 16-15. Ai mệt đi ạ. Và cây lầu chạm lưới của Quốc Học 17-15. Pha đánh cầu rất tốt của Thạch Văn Tuấn. Đội điểm 16-17. Hôm nay có những trận đơn rất căng thẳng mọi người. Ui, chào 130 người đang xem nhá. Đó là 16-17, Thạch Văn Tuấn phát cầu. Trận đấu này căng thẳng quá. Và đánh cầu ngoài sân. Điểm cho Thạch Văn Tuấn 18-16. Mọi người phát biểu quả cầu này đi. Một pha đánh cầu rất tốt Thạch Văn Tuấn. Căng đét. Oh.
Ê, đừng bỏ con. Thầy Công Tuấn hôm qua đánh như từ ba học luôn. Không ạ. Đình Tuấn. Chắc về mai thôi. Rồi. Thế anh ai gọi điện không? Rồi đường tin lâu rồi mà. Rồi anh bật vào anh thua. Rông dài lắm thôi thì bật nó tấn công vào khu phải cứt ra. Cố lên Học ơi. Một trận đấu căng thẳng, rất căng thẳng. Và đánh cầu qua lưới của Quốc Học 19-18. What? Một trận đấu rất nhiều cảm xúc. Wow, tỷ số là 19-18 nhưng về Thạch Văn Tuấn. Đội tuyển quốc gia đấy. Cố lên, cố lên anh ơi. Một trận đấu rất chi là căng thẳng. Điểm 19-18 nghiêng về Thạch Văn Tuấn. Thạch Văn Tuấn những bước khởi đầu chậm. Nhưng mà cầu trong sân. Hai mươi 18. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Liệu Thạch Văn Tuấn có thể chiến thắng lại set đấu này không? Và đánh cầu rất tốt của Quốc Học. Đại lâu. Tuấn là vận động viên của Hà Nội. Vâng, Thạch Văn Tuấn là vận động viên của đội tuyển Sipocha Hà Nội. Quốc Học là vận động viên của đội tuyển Lai Châu. Tỷ số đang là 19-20. Thạch Văn Tuấn đang dẫn với tỷ số 20-19. Xem một là Quốc Học của Lai Châu thua thắng nhá, thắng thì tỷ số là 21-19. Mọi người có thể mọi người có muốn xem một set đấu thứ ba không ạ? Ra mà bó chân bên kia thì tập được bao nhiêu nữa? Cuối này
Ôi. Xong bao lâu, xong bao lâu bạn ơi. Wow. Gì đây? Gì đây? Thạch Văn Tuấn với đã chiến thắng 21-19 với Quốc Học. Độ bền của Thạch Văn Tuấn đã được thể hiện hơn. Mọi người đừng rời đi nhá. Trận đấu này kéo dài gần tiếng đồng hồ rồi đấy. Mọi người đừng rời đi. Đừng rời đi. Trận đấu đang đi vào siêu đấu thứ 3. Đánh xong chắc chuột rút. Đấy, trận này xong ạ. Anh em vé à? Mọi người đừng rời đi nha. Anh Nhung được đi tạt ao chưa? Được xem tạt ao chưa? Anh thắng thế nào rồi? Anh nào rồi? Anh Minh Nhung cho các tao đi trông xe à? Hai anh em đi làm kinh tế à? Thank you.
phải cần cá. Anh có ăn không? Anh ăn lấy. Dã man. Dã man không? Thiệt. Tập giỏi là như đấy như thế. Đứa kia có phải là phát trên nghe đâu không vật đi quảng về chán chê. Nhưng mà này ngủ với nó chứ đâu. Trời ơi, ba trận này trận nào cũng sung ạ. Trận nào cũng hay. Thầy Văn Tuấn, dạ, con Bin này, vừa đấy lên tận 200 người xem. Giờ xuống lâu quá, các vận động viên đi vệ sinh. Tỷ số đang là 1-1. Đội điểm cho Thạch Văn Tuấn 3-2. Đứng lên cổ vũ anh Ngọc đi. Thì anh gặp anh Ngọc hơn hay gặp anh Thạch Tuấn hơn? Dường như Quốc Học đang bị xỉ, đang bị mệt. Công ngoài sân đội điểm 3-4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cầu ngoài sân đội điểm 4 đều. Cầu ngoài sân điểm 5-4. Tính 1m15 anh bắn thoải mái. Mà anh đơn nó đứng ở phía sân nó bắn. Mấy anh đơn nó lại bắn bắt luật 1m15 bắn thoải mái. Cái quả phát đấy bắt tấn công thoải mái. Anh đơn vào anh đơn nó đứng giữa sân mà. Điểm cho Quốc Học 7-5. Quân đội đập vội chứ đập an toàn thì chết cứng. Thiệt thật phát. Vâng. Mùa giàu lắm rồi các bạn. Nga đêm rồi. Dạ. Mệt hơn nhưng mà có độ bền hơn. Dạ được. Nếu mà thế thì bọn ấy nó số đón giá thế, tính một chiều đúng không vậy? Tính một chiều thì anh đi taxi luôn là đắt. Thì số là 7 đều. Oh!
chuẩn. Công ngoài, đội điểm 87. Sức chậm còn, cơm thì hết, cơm thì đói, người gì hết rồi. Những tiết hồ. Wow, một pha kéo lưới cực kỳ đẳng cấp. Kéo lưới quả đẳng cấp quá. Bây giờ là em phải hỏi là bây giờ là C3 rồi đó, đánh mệt hết rồi mà vẫn kéo được quả như thế là hay đấy, khen ngợi quả đấy đấy. Điểm 98 nghiêng về Thạch Tuấn. Yeah.
Tỷ số là 12-9. Chờ tìm bài ra sẵn thằng này ra thằng kia. Nó mệt thì cũng thở. Thay người đi, chưa thay người đi. Thay người. Đánh đơn thì thay người đâu. Thay hai vườn khác. Mười lăm, mười hai. Còn quá. Lên.
Ngư Dân 4 năm quả lại hòa. Tỷ số đang là 16 đều. Cầu ngoài. Để 17, 16. Wow, Lâm Xuân đánh này. Bảy đều. Bật tôn dậy nào. Quải lắm rồi. Tầm này rồi. Ba tiếng đồng hồ. Hay không? Trận này hay nhất mùa giải. Điểm cho Phú Học 18-17. Cầu ngoài sân. Điểm 19-17. Cầu lại ngoài sân. 18-19. Em tin 19 đều không? Come on.
kết thúc rồi. Điểm tách bàn tuấn 21-20. Xong chưa? Liệu xong chưa? Quyết! Như vậy là Quốc học đã thắng với tỷ số 2-1. Tỷ số